Thưa quý vị, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, sau khi rời quân ngũ, ông Đinh Văn Phùng ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai lại hăng say bắt tay vào lao động sản xuất, vươn lên trở thành cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi và có đóng góp tích cực cho công tác từ thiện tại địa phương. Sau khi xuất ngũ năm 1986, ông Đinh Văn Phùng đã rời quê hương Thanh Hóa để vào lập nghiệp tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với nghề sửa chữa xe đạp. Bên cạnh đó, từ những kiến thức có được trong thời gian trong quân ngũ, cùng với học hỏi thêm để rồi ông bén duyên với nghề sửa chữa xe máy, máy nổ, máy cày, máy cuốc, máy ủi. Để có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô với nghề mà mình đã chọn, năm 1988, gia đình ông đã chuyển về sinh sống tại ấp Lộ 25, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất và gây dựng lên thương hiệu Nông Cơ Đinh Phùng. Thương hiệu Nông Cơ của ông không chỉ khách hàng ở Đồng Nai biết đến mà hầu khắp các tỉnh trong cả nước đều biết đến. Một năm cơ sở của ông xuất bán hàng trăm đơn hàng, sau khi trừ chi phí thì gia đình của ông thu nguồn lợi cả tỷ đồng. Khi tôi vào đất miền Nam này lập nghiệp thì cái kinh tế cuộc sống nó cũng khó khăn lắm, nhưng phát huy cái tinh thần bộ đội Cụ Hồ cho nên tôi cũng lao động và sáng tạo nên xây dựng nên và chịu khó tìm tòi học hỏi bạn bè và nên nâng cấp, nên xây dựng những doanh nghiệp để phục vụ những máy cày máy cuốc, phục vụ cho đời sống cho chính mình và giúp đỡ lại đồng đội. Cho nên bước đầu đến nay tôi cũng đã tạm thành công. Có điều kiện kinh tế, ông Đinh Văn Phùng đã hỗ trợ cán bộ, hội viên, cựu chiến binh địa phương có nhu cầu được mua xe máy cày, có giá ưu đãi và trả dần. Bên cạnh đó, với phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, hàng năm ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương với số tiền ủng hộ mỗi năm khoảng 20 triệu đồng. Đồng chí Đinh Văn Phùng đã tổ chức làm ăn rồi giúp đỡ cho các cựu chiến binh hoặc là các cái điều kiện mà những cái nhu cầu cần thiết để phát triển là cơ giới nông nghiệp thì bản thân đồng chí là làm rất là tốt, là một trong những cái gương tiêu biểu trong cái hoạt động của cựu chiến binh gương mẫu, đã tham gia đóng góp ý kiến cho rất nhiều cái chương trình của hội cựu chiến binh các xã thị trấn để mà trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giúp cho hội viên là có những cái điều kiện để mình phát huy tốt. Với những nỗ lực đóng góp của bản thân, ông Đinh Văn Phùng đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Mới đây ông đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chứng nhận đạt danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023.